Ông Troussier không chắc triệu tập Công Phượng, Quang Hải, Văn Toàn. Các nhà tổ chức cúp Panda vào tháng 6 bất ngờ hủy giải với lý do lãng xẹt, khiến huấn luyện viên Philip Troussier không thể cầm quân U22 Việt Nam, mà chỉ giúp đội tuyển quốc gia chơi một trận giao hữu duy nhất ở sân Lạch Tray. Theo thông báo chính thức từ ban tổ chức giải bóng đá quốc tế Panda Cup 2023, giải đấu này sẽ không thể diễn ra tại Thành Đô, Trung Quốc vào tháng 6. Điều này đồng nghĩa đội tuyển U22 Việt Nam sẽ phải điều chỉnh kế hoạch và triển khai phương án mới cho đợt hội quân sắp tới. Nhận lời mời của Liên đoàn bóng đá Thành Đô, VFF đã quyết định cử đội tuyển U22 Việt Nam tham dự giải quốc tế Panda Cup 2023. Theo VFF, thầy trò Troussier dự giải tứ hùng với lịch thi đấu gặp U22 Uzbekistan ngày 14 tháng 6, Bahrain ngày 16 tháng 6 và Trung Quốc ngày 18 tháng 6. Thế nhưng phía bản đã viện lý do cực kỳ lãng xẹt để hủy giải, do thời điểm này trùng với thời điểm sân vận động đăng cai tiến hành công tác bảo trì, bảo dưỡng, nên Panda Cup 2023 sẽ không thể được tổ chức như kế hoạch ban đầu. Ban tổ chức cho biết giải đấu này sẽ được rời sang một thời điểm phù hợp khác, căn cứ theo lịch FIFA Day còn lại của năm 2023. Mặc dù Panda Cup 2023 bị hoãn tổ chức, nhưng đội tuyển U22 Việt Nam vẫn giữ nguyên lịch tập trung cùng với đội tuyển quốc gia trong thời gian FIFA Day tháng 6. Đây là điều cần thiết để huấn luyện viên Philip Troussier và các cộng sự trong ban huấn luyện kiểm tra, đánh giá lực lượng của đội nhằm chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2024. Như vậy, ông thầy người Pháp và các cộng sự tiếp tục quang quân hai đội tuyển với hơn 50 cầu thủ tập luyện chung. Hồi tháng 3, huấn luyện viên Troussier bất đắc dĩ hội quân hai đội tuyển với trên 60 cầu thủ để sàng lọc cho lứa trẻ U22 chuẩn bị tham dự SEA Games 32. Còn những đàn anh chỉ làm quen cho sau này. Lần đó, ông Troussier rút ngắn thời gian tập trung cho đội tuyển quốc gia có vỏn vẹn 3 ngày, chủ yếu giúp họ sớm hiểu biết về phương pháp huấn luyện mới và thích nghi trở lại với không khí tập luyện. Còn ở lần này, ông thầy người Pháp sẽ bắt đầu các bài học chuyên sâu hơn để chơi giao hữu với đội tuyển Hồng Kông trên sân Lạch Tray vào ngày 15 tháng 6. Ở lần hội quân này, huấn luyện viên Troussier có đầy đủ quân số theo ý muốn của ông do thời điểm FIFA Day buộc các câu lạc bộ cả trong nước lẫn nước ngoài phải nhả quân. Các cầu thủ Quang Hải đang chơi bóng ở Pháp hay Văn Toàn ở Hàn Quốc, Công Phượng ở Nhật Bản cũng sẽ trở về nước, dù không chắc ông Troussier gọi họ lên tuyển. Sau thời gian dài chủ yếu ngồi ghế dự bị, cũng vì Panda Cup bị hủy đột ngột, VFF cũng đang triển khai phương án tìm kiếm đối tượng thi đấu cọ sát thích hợp phục vụ công tác chuyên môn giúp đội tuyển U22 Việt Nam tích lũy kinh nghiệm trong giai đoạn tập trung này. Vào tháng 9, thầy trò Troussier sẽ chơi vòng loại U23 châu Á trên sân nhà, Mỹ Đình với các đội khách dưới cơ gồm U23 Singapore, Yemen và đảo Guam. Ngay sau đó, đội tuyển Olympic U23+3 tiếp tục tham dự ASEAN ở Trung Quốc. Tuyển thủ U22 Việt Nam cứu Hà Nội FC thoát thua câu lạc bộ Bình Dương. Bàn thắng của Nguyễn Văn Tùng giúp Hà Nội FC giành được một điểm trước câu lạc bộ Bình Dương tại vòng 9 V-League 2023. Hà Nội FC bước vào chuyến làm khách trên sân Gò Đậu trước câu lạc bộ Bình Dương với nhiều khó khăn về nhân sự. Văn Quyết không thể ra sân khiến cho hàng công của đội bóng thủ đô gặp nhiều vấn đề. Trong khi đó, sự xuất hiện trên băng ghế chỉ đạo của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức mang đến làn gió mới cho câu lạc bộ Bình Dương. Đội chủ nhà thi đấu mạch lạc hơn so với giai đoạn trước đây. Nhưng trước đối thủ mạnh như Hà Nội FC, câu lạc bộ Bình Dương hiểu rằng họ cần tập trung phòng ngự trước khi nghĩ về những bàn thắng. Cách chơi như vậy giúp Rimario và đồng đội giữ vững kết quả hòa 0-0 sau 45 phút đầu tiên. Các đợt tấn công của Hà Nội FC chủ yếu đi qua chân của William, tiền vệ người Brazil trên năng nổ nhưng không thực sự hiệu quả. Trong hiệp 1, anh có đường truyền đặt Vũ Minh Tuấn vào vị trí thuận lợi nhưng tiền vệ sinh năm 1991 dứt điểm không tốt. Bước sang hiệp 2, Hà Nội FC tiếp tục kiểm soát trận đấu tốt hơn, tạo ra sức ép đáng kể lên phần sân của câu lạc bộ Bình Dương. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Bandovic chỉ làm được điều này trong khoảng 15 phút. Thời gian sau đó, đội chủ nhà chơi tốt hơn. Bước ngoặt của trận đấu xảy ra khi huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức đưa Tiến Linh vào sân thay cho anh Tỷ. Sự xuất hiện của tuyển thủ này giúp hàng công của câu lạc bộ Bình Dương trở nên nguy hiểm hơn. Phút 73, từ đường chọc khe tinh tế của Guardiola Rimario, Tiến Linh thoát xuống, vượt qua sự truy cản của Thành Trung và thủ môn Tấn Trường, dứt điểm dễ dàng vào lưới chống mở tỷ số trận đấu. Không chấp nhận kết quả thua, Hà Nội FC vùng lên mạnh mẽ. Nỗ lực của đội bóng này được đền đáp ở phút 83 từ pha treo bóng thông minh của Thành Lương. Tuấn Hải căng ngang thuận lợi để Văn Tùng dứt điểm vào lưới chống gỡ hòa 1-1 cho Hà Nội FC. Kết quả hòa trên sân Gò Đậu khiến Hà Nội FC mất vị trí thứ 2 vào tay câu lạc bộ Công an Hà Nội. Kết quả, câu lạc bộ Bình Dương 1-1 Hà Nội FC. Ghi bàn, câu lạc bộ Bình Dương, Tiến Linh 73, Hà Nội FC, Văn Tùng 83. Kết quả V-League 2023, Hoàng Anh Gia Lai và Hà Nội FC gây thất vọng, Hà Tĩnh thắng khó tin. Kết quả vòng 9 V-League 2023, Hoàng Anh Gia Lai và Hà Nội FC gây thất vọng, Hà Tĩnh thắng khó tin trước câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. 20 giờ. Chiều nay, ngày 27 tháng 5, đã diễn ra 3 trận đấu tiếp theo của vòng 9 V-League 2023. Trên sân khởi đầu, Bình Dương đã có trận đấu rất hay và buộc Hà Nội FC phải chia điểm với trận hòa 1-1. Trong khi đó, trận đấu giữa Đà Nẵng với Hoàng Anh Gia Lai trên sân Hòa Xuân diễn ra với chất lượng chuyên môn tốt, thế trận sôi nổi nhưng vẫn kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Trận cầu có nhiều bàn thắng nhất trong ngày thi đấu hôm nay là cuộc so tài của Hà Tĩnh với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù liên tục bị đối khách vượt lên dẫn trước. Nhưng Hà Tĩnh đã chơi lì lợm, bản lĩnh để giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 4-3. Bàn thắng ấn định chiến thắng của Hà Tĩnh được ghi ở phút 90+7, 19 giờ 55 phút, 90+3, hết giờ. Đà Nẵng và Hoàng Anh Gia Lai hòa nhau với tỷ số 1-1, 19-2.53, 90 bù giờ, hiệp 2 có 3 phút bù giờ, 19 giờ 48 phút, 86 không vào. Đình Duy lại có thêm cơ hội để dứt điểm trước vòng cấm của Hoàng Anh Gia Lai, nhưng cú sút của cầu thủ này không làm khó được thủ môn Tuấn Linh. 19 giờ 44 phút, 83 không được. Đà Nẵng lên bóng nhanh, Đình Duy có cơ hội ghi bàn, nhưng cú dứt điểm của cầu thủ này lại đi nhẹ nên bị thủ môn Tuấn Linh ôm gọn. 19 giờ 41 phút, 78, hai đội đang thi đấu rất quyết tâm để hướng tới 3 điểm. Mặc dù nhiều cơ hội ghi bàn được tạo ra, nhưng các chân sút của hai bên lại tận dụng chưa tốt. 19 giờ 35 phút, 73, phạt góc. Minh Vương treo bóng vào vòng cấm địa của Đà Nẵng, cơ hội đến với Đinh Thanh Bình, nhưng tiền đạo này sút bóng trúng người thủ môn đội chủ nhà. 19:31, 70, vào. Từ pha treo bóng rất tốt của đồng đội, Rodrigo đánh đầu hiểm hóc, đánh bại Tuấn Linh gỡ hòa 1-1 cho Đà Nẵng. 19:26 phút, 65, vào. Hoàng Anh Gia Lai lên bóng nhanh bên cánh phải, cơ hội đến với Brandao, tiền đạo này tung cú dứt điểm căng ở góc hẹp đánh bại Phan Văn Biểu mở tỷ số trận đấu. 19:24 phút, 63, cứu thua. Đà Nẵng phản công nhanh, Quách Tân tung cú dứt điểm rất tốt, nhưng thủ môn Tuấn Linh đã đấm bóng giải nguy. 19:19 phút, 58, phạt góc. Hoàng Anh Gia Lai được hưởng phạt góc bên cánh trái theo hướng tấn công, Minh Vương treo bóng khó chịu nhưng Phan Văn Biểu vẫn ôm gọn bóng. 19:18 phút, 57, thay người, Quang Nho rời sân nhường chỗ cho Đình vào. 19:17 phút, 55, chấn thương. Dụng Quang Nho sau tình huống truy cản pha phản công của Đà Nẵng đã dừng chấn thương. Cầu thủ này ngay lập tức ra dấu hiệu xin thay người. 19:12 phút, 51, không vào. Quách Tân có pha xử lý bóng rất hay loại bỏ hậu vệ của Hoàng Anh Gia Lai để đối mặt với Tuấn Linh, nhưng cú dứt điểm của cầu thủ này lại đi chệch không thành đội khách. 19:11, 50, những phút đầu hiệp 2, Đà Nẵng chủ động để cao đội hình, chơi tấn công để tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số. 19:06, hiệp 2 bắt đầu. 18:50 phút, 45+3, kết thúc hiệp 1. Hai đội tạm hòa nhau với tỷ số 0-0. 18:2.49, 45+2, đáng tiếc. Đình Duy có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm của Hoàng Anh Gia Lai, nhưng bóng lại đập chân hậu vệ đội khách đi hết đường biên dọc. 18:47 phút, 45, không được. Trong Ngọc Quang có pha xoay người dứt điểm trước vòng cấm địa của Đà Nẵng, nhưng bóng đi chệch không thành khá xa. Hiệp 1 có 3 phút đá bù giờ. 18:44 phút, 43, không vào. Anh Tuấn có cơ hội rất ngon ăn để ghi bàn cho Đà Nẵng, nhưng tiền vệ này lại không thắng được thủ môn Tuấn Linh bên phía Hoàng Anh Gia Lai. 18:41 phút, 38, Hoàng Anh Gia Lai phản công nhanh, Brandao có đường căng ngang vào vòng cấm địa của Đà Nẵng. Nhưng một lần nữa, thủ môn Phan Văn Biểu lại chơi tốt và hóa giải thành công. 18:37 phút, 35, Hoàng Anh Gia Lai đang kiểm soát bóng lên tới 65%. Nhưng đội bóng của huấn luyện viên Kiatisak vẫn tỏ ra thiếu chuẩn xác ở những đường chuyền quyết định để có thể tạo ra sự đột biến. 18:35 phút, 30, hai đội vẫn đang thi đấu giằng co và chưa thể xuyên thủng được mảnh lưới của đối phương. 18:27 phút, 24, không được. Minh Vương có đường chuyền dài cho Brandao bứt tốc xâm nhập vòng cấm, nhưng pha đỡ bóng của tiền đạo bên phía Hoàng Anh Gia Lai lại khá vụng nên bị hậu vệ đội chủ nhà hóa giải thành công. Ở pha đá phạt góc sau đó, Hoàng Anh Gia Lai không gây được khó khăn cho Đà Nẵng. 18:21 phút, 20, sau quãng thời gian đầu trận bị ép sân, Đà Nẵng đang kiểm soát bóng tốt hơn và tạo ra được thế trận ngang ngửa với Hoàng Anh Gia Lai. 18:17 phút, 14, cứu thua. Văn Sơn tạt bóng rất khó chịu vào vòng cấm, cơ hội ghi bàn đến với Hoàng Anh Gia Lai, nhưng một lần nữa thủ môn Phan Văn Biểu lại cứu thua xuất sắc cho đội chủ nhà. Hàng thủ của Đà Nẵng đang để lộ khá nhiều khoảng trống. 18:14 phút, 11, không vào. Brandao xâm nhập vòng cấm và đối mặt với thủ môn Phan Văn Biểu. May mắn cho đội chủ nhà là một lần nữa thủ môn của họ chơi tốt để cứu thua thành công. Sau pha bóng này, Phan Văn Biểu đã bị đau và phải cần sự chăm sóc của các bác sĩ. 18:13 phút, 11, phạm lỗi. Tuấn Anh phạm lỗi với Minh Tâm ở khu vực giữa sân, đội chủ nhà được hưởng quả phạt trực tiếp. 18:10 phút, 8, phạt góc. Đà Nẵng đá phạt góc bên cánh trái theo hướng tấn công, Phan Văn Long treo bóng vào vòng cấm của Hoàng Anh Gia Lai khiến Tuấn Linh gặp khó khăn trong việc hóa giải. 18 giờ 07 phút, 5. Đà Nẵng và Hoàng Anh Gia Lai đang tạo ra được thế trận cân bằng, sẵn sàng thi đấu ăn miếng trả miếng hấp dẫn. 18 giờ 06 phút, 2. Không vào. Brandao thực hiện đường căng ngang vào vòng cấm địa khiến hậu vệ của Đà Nẵng lúng túng. May mắn cho đội chủ nhà là thủ môn Phan Văn Biểu đã chơi tốt. Đá 34 phút ở V-League, tuyển thủ U22 Việt Nam tái phát chấn thương. Tiền vệ Nguyễn Văn Trường gặp chấn thương và anh phải nghỉ thi đấu ít nhất 2 trận tiếp theo tại V-League 2023. Văn Trường không thể ra sân ở hai chuyến làm khách của Hà Nội FC trước câu lạc bộ Bình Dương và Hoàng Anh Gia Lai. Tiền vệ này gặp chấn thương cổ chân và phải nghỉ thi đấu ít nhất 10 ngày. Văn Trường tái phát chấn thương khi anh thi đấu cho Hà Nội FC trong cuộc đọ sức với câu lạc bộ Đà Nẵng tại vòng 8 V-League. Anh được tung vào sân ở phút 56 thay cho Vũ Minh Tuấn. Huấn luyện viên Bandovic kỳ vọng cầu thủ trẻ này sẽ mang đến nét tươi mới cho hàng tiền vệ của đội bóng thủ đô. Tuy nhiên, Văn Trường không để lại nhiều dấu ấn trên hàng công. Thời tiết nắng nóng cũng là nguyên nhân khiến nhiều cầu thủ chơi dưới sức. Theo tìm hiểu của VTC News, chấn thương của Văn Trường không nghiêm trọng. Anh từng gặp vấn đề với cổ chân và đây là dạng chấn thương mà cầu thủ gặp phải cần liên tục tập luyện, chăm sóc để tránh tái phát. Nhưng nếu bị đau, quãng thời gian nghỉ thi đấu thường ngắn. Dù vậy, việc không có được sự phục vụ của Văn Trường sẽ khiến huấn luyện viên Bandovic đau đầu. Trước đó, Hà Nội FC đã mất Văn Quyết trong 8 trận vì án treo giò. Trong khi đó, Hùng Dũng và Xuân Tú phải nghỉ thi đấu hơn 1 tháng vì mổ ruột thừa. Ở trận đấu vừa qua, đội Văn Toàn cũng không thể ra sân. Nếu nhà cầm quân này không tìm ra được lời giải về bài toán nhân sự, thành tích của Hà Nội FC sẽ bị ảnh hưởng nặng ở giai đoạn tiếp theo. Lúc này, đội bóng thủ đô đang kém đội đầu bảng Thanh Hóa đúng 3 điểm. Tuy nhiên, đối thủ đang có phong độ cao và không gặp bất kỳ vấn đề nào về lực lượng. Ở vòng 9 V-League, Hà Nội FC có chuyến làm khách trên sân Gò Đầu trước câu lạc bộ Bình Dương. Đội bóng đất thủ vừa thay tướng với sự xuất hiện của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức. Cựu tiền đạo này mang đến làn gió mới cho câu lạc bộ Bình Dương. Tuy nhiên, vẫn cần nhiều thời gian để điều chỉnh của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức phát huy tác dụng. Cuộc đọ sức đáng chú ý này diễn ra vào lúc 17 giờ chiều ngày 27 tháng 5.